sau khi chúng tôi thành lập các cụm dân cư an toàn và lập 47 chốt từ đêm ngày 1 tháng 4 đến nay thì các cái chốt duy trì rất là tốt. Thế và chúng tôi là thường xuyên là kiểm tra, vừa động viên các bác các đồng chí ở các cái chốt để làm sao đó duy trì 24/24 giờ cho cụm dân cư trên địa bàn toàn xã đảm bảo an toàn trong cái công tác phòng chống dịch. Song song với cái kiểm tra để nắm bắt tình hình chung của các cái điểm chốt thì chúng tôi cũng có một cái phần hỗ trợ động viên với các bác các đồng chí ở các cái chốt và các cái khu dân cư, trong đó có cái phần quà của ban chỉ đạo huyện và phần quà của ban chỉ đạo xã. Các bác cũng rất là phấn khởi và các cơ sở đều hứa là sẽ hết sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các cái giải pháp công tác phòng chống dịch COVID này. Và ngày hôm nay thì đại diện cho ban chỉ đạo của xã của tôi và các đồng chí trong thành viên trong đoàn đến thì trước hết là cảm ơn các bác các đồng chí trong thời gian qua đã chấp hành và thực hiện rất là nghiêm. Thế và có một chút phần quà, cho nó có phần quà của ban chỉ đạo huyện Đông Anh, phần quà của xã. Trong thời gian tới thì cái công việc của chúng ta sẽ còn rất là vất vả, mong rằng các bác sẽ hết sức là cố gắng để chúng ta thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo cho cụm dân cư của chúng ta an toàn. Hôm nay thì tổ ban thường trực cái tổ phòng chống dịch khu 6 trực tại trụ sở rất là trân trọng cảm ơn các đồng chí đã tới động viên tặng quà, gồm quà của huyện, quà của xã, và đã có những cái đánh giá động viên anh em chúng tôi để chúng tôi thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của tổ thường trực phòng chống dịch. Tôi là Lê Thị Ba, khu 5, xóm Đình. Tôi 75 rồi. Lê Thị Liên, Ngô Văn Tám ủng hộ 100 người đồng. Bạn ơi, đào xa từ xưa. Lương dây, có nghề dối nương. Hồi giữ phố quê tôi đèn sai. Và ngày hôm nay thì chúng tôi thay mặt cho ban chỉ đạo của xã xuống trước hết là động viên và cảm ơn các bác đã có cái sự cố gắng trong cái thực hiện các cái nội dung chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thế và có một cái chút phần quà, trong đó có quà của ban chỉ đạo huyện. Thế và quà của ban chỉ đạo xã. Thế và cũng mong rằng là các đồng chí sẽ hết sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn để giữ cho cụm dân cư của mình đảm bảo an toàn trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19 năm nay. Đề nghị các đồng chí sẽ hết sức cố gắng. Tổ phòng chống dịch khu 7 cũng xin trước hết là xin cảm ơn ban lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã. Cũng qua đây anh em sẽ hứa cố gắng phấn đấu để hoàn thành cái nhiệm vụ của đảng và nhà nước trực tiếp là đảng ủy, ủy ban giao cho khu. Rồi bao năm ngôi đào thùng hào khí linh thiêng ngôi rồng vàng, dù bão sóng gió vẫn tròn tình người thương. Thủy lôi đèn dài lừng dài mảnh tân hương trầm miếu mến cô miếu
xưa bao năm truyền thống, giọng nói quê hương ơi ngọt ngào, cùng phố đầm là chúng tôi tâm lòng người điều khiển. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì trên địa bàn xã thì một số hộ gia đình cũng gặp một số các cái khó khăn. Bằng các cái chính sách vận động tại chỗ thì chúng tôi cũng đã vận động và hỗ trợ cho 228 hộ, thế và trong đó thì có 217 hộ nghèo và 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Cái hỗ trợ cho mỗi gia đình là 500.000 đồng. Nghề dối nước, hồi giữa phố quê tôi đèn sáng, người khắp nơi hôm nay cùng về.